Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas ofrecen plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan/schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. В нашей программе предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Nhân gian đang chịu khổ đau binh, thấy một nàng ra nói cứu mình. Áo kết trăm hoa thân thể đẹp, Mão thừa mua ngọc mặt mày xinh. Please watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age, Part 35, Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gathering, airing today on Supreme Master Television. Today's program will be presented in our series, also known as Vietnamese and English, with subtitles in Arabic, our series, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Xin chào quý khán giả đáng kính, tôi là Đông Phương Đại Tiên. Người dân Âu Lạc hài hòa, còn được biết là Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã tuân giữ giáo lý đạo đức quý báu của các bậc thánh hiền. Trong suốt lịch sử của nhân loại, thông điệp thiêng liêng thường được giữ kín trong bí ẩn. Các nhà tiên tri, đấng cứu thế hoặc bất cứ danh hiệu nào chúng ta gọi các ngài thường bị hãm hại và áp bức. Lời nói của các ngài ít người hiểu, nhưng làm sao chúng ta có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả? Để làm thế, một người chỉ có thể dựa vào hướng dẫn của đấng thiêng liêng, và sự thật sẽ tự hiển lộ cho những ai khao khát tìm kiếm. Minh sư Huỳnh Phú Sổ, nhà sáng lập kính yêu của Phật giáo Hòa Hảo, là vị minh sư thế kỷ thứ 20 từ Âu Lạc, Việt Nam.
Ngài đã có nhiều tiết lộ về Hội Long Hoa diễn ra vào cuối thời mạt Pháp, thời điểm hiện tại của chúng ta. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Vương đã chỉ rõ mái Diệu Huyền chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định phân ngôi thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Ai là chân chúa? Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo An Hữu giải thích thêm về lời tiên tri này. Hội Long Hoa là hội để lập đời Thượng Nguyên. Sau khi kết thúc đời Hạ Nguyên, Ngài chỉ ra rằng sau này sẽ có rất là nhiều tai ương đến với chúng sanh khắp lục châu. Ngài cũng nói rất rõ luôn là sẽ có Minh Vương tái thế và cứu độ chúng sanh. Và vị Minh Vương này, gọi là Minh Sư, sẽ xuất thân từ Việt Nam. Chọn những người tu hành cao công quả và đủ thiện duyên để bước lên thuyền Bát Nhã. Minh sư Nguyễn Thành Nam, người sáng lập đạo dừa của Âu Lạc, đã có một tiên đoán tương tự, được một trong các đệ tử thành tâm của Ngài, Hứa Văn Sáu, giải thích như sau. Không ai cũng có nói về Phật Di Lặc, sau này có Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Phật Di Lặc đó là người Việt Nam nói rõ vậy, mà Phật Di Lặc sẽ đứng ra lập cái Hội Long Hoa. Ồ, thật hào hứng và trước sau như một, những lời tiên tri từ Âu Lạc cho chúng ta biết về đấng cứu thế đặc biệt hay Phật Di Lặc sẽ giáng trần để khai mở Hội Long Hoa. Nhiều tiên đoán xác nhận qua lại rằng đấng khai ngộ này sẽ sinh ra tại Âu Lạc trong hình hài phụ nữ. Với chúng tôi, hai mẫu thông tin này rõ ràng biểu thị đấng này chỉ có thể là Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu. Trong sách trích lục lời dạy của Đức Hộ Pháp, Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc, một trong 12 vị đại đệ tử đầu tiên của Đạo Cao Đài, cũng đã viết nhiều tiên tri. Kim Linh, một tín đồ Cao Đài đáng kính, giúp giải thích thêm một số điều như sau. Một quyển nữa là trích soạn lời dạy của Đức Hộ Pháp. Ngài nói trước cửa đền thánh rằng sau này tại đây sẽ có một vị nữ mang hài cao gót về cầm đầu mới đạo. Trong quyển
Thượng Đế giảng chân lý thì Thượng Đế nói là sẽ có một vị nữ xuống khỏi hồng trần này để mà cứu độ thế gian. Đã đến thời kỳ mạt pháp, thời kỳ cuối cùng, cha xuống trần, cha chọn một xác nữ dùng làm công cụ của cha để dìu dắt chúng con ở hồng trần này, để chúng con bừng tỉnh cơn mê trầm của cõi trần gian mà quyết định tìm về ngôi nhà vĩnh hằng, tìm về ngôi xưa chốn cũ, nơi mà các con đã ra đi. To mention the ocean of love by Kabir, the Anurag Saga. It's about the highest god, they call it Satpurush. Comes through different incarnations in each yuga. Yes, yes. And the last Kali Yuga is where he makes a deal with Kal to take a lot of souls back home. Yes, this is the Kali Yuga. Yeah. As a dark age. Need the strong guy to come down, take everybody up. Yeah. Is that why so many souls can be liberated? Yes, so yes, yes. That is right, yes. It's the last of this cycle, yes. So whoever left behind, hurry, hurry, bring everybody up. That's why it's very generous, but take a lot of power, you see, because at this time, it's like wholesale. Because we have a lot of room, a lot of grace, so everyone can be covered, yeah, no problem. You are lucky guys, yeah, you're lucky. God is generous, but have never been so generous. You know, in the old time, the most would be a handful, you know, thousands of people. Can never be so many. And can never be so openly, you know, gathered together despite everything. It's really lucky, you guys, lucky. Quý khán giả thân mến, chương trình của chúng tôi sẽ trở lại sau một thông điệp ngắn. Xin vui lòng giữ đài truyền hình Vô Thường Sư. Quý khán giả cao thượng, chào mừng trở lại chương trình Những lời tiên tri của Đạo Cao Đài về vị nữ cứu thế khai ngộ đầy quyền năng. Quả là điều kỳ diệu khi nghiên cứu chi tiết. Có một quyển nữa là Thiên Thai Kiến Diện do Đức Ngài Phạm Hộ Pháp Ngài viết diễn tả về một vị minh sư trong thời đại này. Dòm quanh buồn kiếm ông già sợm, ngó mắt mừng nghe tiếng má đào. Good evening, brothers, sisters, mothers, fathers. How are you? Remember him all the time. Nothing can happen to you if you remember God. Okay? Everybody feel good now? Feel better? Meditate better? Yeah, I love you. I love you very much. Đa phần là tất cả mọi người ở trên thế gian này là đều cho một vị minh sư phải là một nam nhân cao to, hay hoặc là một ông già râu tóc phơ phơ, chứ không nghĩ là một vị minh sư sẽ là phận má đào. Thank you.
Nhân gian đang chịu khổ đau binh, thấy một nàng ra nói cứu mình. Áo kết trăm hoa thân thể đẹp, Mão thừa muôn ngọc mặt mày xinh. Chân linh gẫm cũng thật linh thay, cái sách mà linh phép quá tài. Đến khi mà con ngồi thiền thở nghiệm được á, là cái lực lượng mà gia trì của sư phụ á, nói ra là cái đất nước Thái Lan thì nó còn vẫn nằm ở trong cái thế giới này, nhưng mà thật sự là sư phụ đã gia trì đưa lên một bậc, đưa đất nước Thái Lan, nếu mà trong thở nghiệm, nếu mà trong cái thế giới á, là đã lên trên một bậc rồi. Cái linh hồn của những người đó. Dạ. Yeah. Okay. Mà con thấy một cái lực lượng nó mạnh lắm, mạnh không thể diễn tả được. Tức là đưa cả một đất nước ra khỏi cái tinh cầu này. Hôm đấy con vừa mới thiền, con thấy sư phụ đẩy cả một cái quả đất, cả cái trái đất nhà mình, cả cái trái đất này. Lúc ý là con cũng không biết cái tin đấy đâu. Nhưng mà một mình sư phụ đẩy cái trái đất này, không bị va vào cái một cái vật thể gì đấy. Và con đến khi sáng ngủ dậy, thì con trai con bảo, mẹ ơi, TV vừa mới phát là trái đất vừa mới thoát nạn, không có thì bị va vào một cái mảnh sao. Thì lúc ấy con bảo là thế này mà người ta không thể biết được là tại sao, lý do vì sao mà lại trái đất lại được cứu như thế, không biết được là sư phụ đã làm tất cả. Lũ quỷ đến nhìn thần trí loạn, loài ma xem thấy tánh tâm say. Ở我们在美国，呃，师傅有一个美国人嘛，他是本来是专门做魔的，他说那里魔太多，他在这里观察很清楚，他说大家都来很惭愧啊，在那里修行啊，拜拜我，在后面呢，啊，由得是恐吓他的，他怕了，他就想上去睡觉，我说好了好了，上去上，上去住就没有看到鬼啦，给我方便没有，他说没有。 Để trơn trên đất đen ra trắng, đôi mắt nhìn người gái hóa trai. Để trơn lên đất đen ra trắng là khi mình chưa gặp một vị minh sư thì mình rất là tâm tối. Đen ra trắng nghĩa là vị minh sư thanh tịnh hóa nơi đó, làm sạch từ trường phủ định đen tối. Nam phương bay tới ngàn đầu cánh. Này mô tả một vị nữ minh sư này ở phương Nam Việt Nam bay tới ngàn đầu cánh thì thật là nhiều lắm. Vị minh sư này sẽ bay khắp trong hoàng vũ, chứ đừng nói chỉ ở cái quả địa cầu này để mà phổ hóa chúng sanh. Master, when you are here physically, is it also possible for you to come down physically in a different physical universe at the same time? Yes. Wow. Yes, we can. Wow.
Master, may we know how many physical planet you are currently at right now? A lot. Okay, a lot. Now I'm even more than everywhere than before, because my level is very, very high now. So I can string the whole universe, not just 5, 6, 10 levels. Tây thổ trương lên một lá cờ. Tây thổ là dùng chỉ cho đất phương Tây, là Tây Âu. Ngài về Tây Âu, Ngài trương lên đó một lá cờ. Mà lá cờ gì? Lá cờ của Thượng Đế. Ở chính giữa cái lá cờ này có một cái biểu tượng đại diện cho Thượng Đế. Như vậy thì lá cờ này là lá cờ đại đồng, là lá cờ tiêu chuẩn của quốc tế. Người da vàng, da đỏ, da đen, da trắng, màu xanh lá cho đất, xanh dương cho sông hồ, biển cả. Hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã du hành đến các quốc gia phương Tây, truyền bá giáo lý chân chính của tình thương và hòa bình đại đồng. Lá cờ có thể chỉ là ẩn dụ, tuy nhiên, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thiết kế một lá cờ tượng trưng cho tình thương và hợp nhất giữa tất cả loài người, loài vật và thiên nhiên trong tình thương của thiên đàng. Sư phụ đã thiết kế lá cờ này để mọi người nhớ rằng tất cả các dân tộc đều sinh sống trên một địa cầu với muôn thú trong rừng và loài thủy sinh sống trong sông hồ, biển cả và muôn loài cùng chung sống dưới một bầu trời. Cảm ơn quý khán giả nhân hậu cùng đồng hành hôm nay. Đừng bỏ lỡ dịp xem chương trình tuần sau khi chúng ta tìm hiểu thêm về đấng cứu thế vô thượng và sự mở màn hội Long Hoa. Tiếp theo là nghệ sĩ vĩ cầm Đại Hàn Kwon Hyun Chun xây dựng một xứ sở hòa bình qua âm nhạc, phần 3 của 3 phần. Ngay sau tin đáng chú ý, xin vui lòng giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư, cầu xin thiên đàng ân ban quý vị trí huệ và tình thương bao la. Kind viewers, thank you for your company today. Don't miss next week's program as we find out more about the marvelous Savior and the opening of the splendid and glamorous gatherings. Coming up is Korean violinist Kwon Hyun Chun on building a peaceful land through music, part 3 of 3. Right after Noteworthy News, please stay tuned to Supreme Master Television. May heaven grant you boundless love and wisdom. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AP.